đường Hoàng Văn Bổn, tức đường nhà máy nước Thiện Tân. Đầu đường có biển báo cấm xe tải trên 5 tấn theo 3 khung giờ cao điểm. Nhưng khoảng 16h30 chiều, tức đang trong giờ cấm, xe tải trọng lớn vẫn đi vào, thậm chí vẫn nối đuôi nhau bò qua đoạn đường đã trở nên nổi tiếng vì hỏng nặng. Theo đánh giá của nhiều người, việc cấm đường quả là có giúp đường Hoàng Văn Bổn dễ thở hơn vào giờ cao điểm. Nhưng đây không phải giải pháp hiệu quả. Cấm 4 giờ vậy thì sao mà dám đi vào công an bắt trên à? Mà giờ vô đấy thì giờ vô công ty lấy hàng gần đây nhưng mà không đi được. Thế là mình đứng đây chờ. Đứng đây chờ thôi. Giờ không? Cấm thì nó thì thấy nhiều xe nó vẫn chạy đây, chả hiểu sao. Nhưng mà hết giờ cấm rồi thì kẹt á, đông á, hết giờ cấm dùa vào đông hơn. Đường Hoàng Văn Bổn vẫn chưa ổn, kể cả khi đã cấm giờ. Thì ở một con đường cách đó không xa, tình trạng lại bất ổn hơn. Đây là đường Lê Ngô Cát, nối từ xã Hồ Nai Ba, huyện Trảng Bom qua phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa để thông ra quốc lộ 1. Giao thông với đường nhà máy nước Thiện Tân nên nhiều tài xế đi theo đường này để ra quốc lộ, vì đường Hoàng Văn Bổn đã cấm giờ, còn đường Lê Ngô Cát thì không cấm. Thế là đường thì nhỏ, dân cư thì đông đúc, nhưng xe tải, nhất là những xe tải nặng chạy như thế này. Ở đây là đường dân sinh, bà con chủ yếu là giờ các em nó đi học về, rồi đi dự lễ nhà thờ. Đó. Tất cả đều tập trung vào buổi sáng và buổi chiều, thì các ô tô thì lại dồn vào đây. Đó. Tất nhiên là về tình hình giao thông ở đây nó quá chật chội và nó quá nguy hiểm, mà nó ô nhiễm môi trường đó. Ở bên Hoàng Văn Bổn, ở đường phát triển nó cấm, nó có giờ. Cho nên cái lượng xe mà bây giờ nó là liên xã của phường Tân Hòa, hôm nay ba đi vào con đường này, thì tất cả các lượng xe lớn tải nó về đi vào hết cái đường này. Mà người dân thì nó đến cái lúc vào giờ cao điểm, không thể nào mà xe nó ngộp, không thể nào đi được. Bà con thì mong làm sao để có cái giờ làm sao để nó hạn chế lại cái mức xe tải, trọng tải lớn. Nó chạy quá hớp luôn, mà nhất là buổi sáng và trưa rồi đến cái giờ cao điểm. Mà bà con ở đây khổ vô cùng về cái này. Trở lại đường Hoàng Văn Bổn, tuyến đường này đã chính thức cấm giờ với xe tải trên 5 tấn từ ngày 25 tháng 7. Nhưng mặt đường thì vẫn phải chờ để được sửa. Mà ở đây, tai nạn được cho chủ yếu là do xuất phát từ mặt đường hư hỏng nặng, đầy ổ gà ổ voi. Thế là khi vấn đề ở đường Hoàng Văn Bổn chưa được xử lý dứt điểm, thì lại phát sinh thêm một nỗi ngao ngán khác ở đường Lê Ngô Cát.